Xin chào quý vị và các bạn. Ở video trước tôi đã giới thiệu rất kỹ về bộ rè bao của hãng Pioneer có model là M73C73 và hai bộ về ngày 4 tháng 11 đã bán hết ngay trong ngày. Và hôm nay ngày 6 tháng 11, Hùng Huyền Đông Anh tiếp tục về hai bộ rè bao có model là M73C73 của hãng Pioneer. Có rất nhiều anh em điện thoại và nhắn tin để hỏi về bộ rè bao này. Và hôm nay hai bộ đã xuất hiện tại Hùng Huyền Đông Anh. Quý vị và các bạn đang có nhu cầu thì xin mời liên hệ Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 477. Và mức giá của hai bộ rè bao này thì vẫn như giá cũ là 14.500.000 một bộ. Bộ này có công suất là 210W. Quý vị rất dễ để ghép với những cặp loa thùng, loa đứng. Và đặc biệt với mức giá này thì nó cũng chỉ tương đương với chiếc âm ly Pioneer 7825 mã, nhưng bộ rè bao này có chất âm sẽ khỏe hơn, âm thanh ra chắc chắn hơn, hình thức đẹp, âm thanh khỏe. Bởi vậy rè bao Pioneer M73C73 chắc chắn sẽ làm quý vị và các bạn hài lòng. Hai bộ rè bao về ngày hôm nay cũng rất đẹp, mặt đẹp, không chảy xước. Tôi xin nhắc lại, nếu quý vị và các bạn có nhu cầu về những thiết bị âm thanh từ bình dân đến cao cấp, xin mời quý vị và các bạn hãy đến với trung tâm thiết bị âm thanh Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 477. Những sản phẩm quý vị đang nhìn thấy là những sản phẩm dùng để nghe nhạc, thiên về nghe nhạc. Còn những sản phẩm thiên về hát karaoke thì Hùng Huyền Đông Anh để ở một phòng khác. Quý vị đến trực tiếp sẽ thấy được rất nhiều những sản phẩm zin, xịn và đẹp đang có tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh. Hùng Huyền Đông Anh rất vui khi được phục vụ quý vị và các bạn.